Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mở đầu trang 80 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi như sau. Mùa xuân năm 40, từng vang lời thề bất hủ của hai bà Trưng. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Nhưng trong khoảng gần 900 năm, từ hai bà Trưng, bà Triệu đến Lý Bí, Mai Thúc Loan đều chưa được trọn vẹn lời thề. Cuối cùng, ai là người đã hoàn thành trọn vẹn được lời ước nguyện độc lập thiêng liêng ấy và thực hiện thông qua những sự kiện nào? Các em sẽ trình bày như sau. Ngô Quyền là người hoàn thành được trọn vẹn ước nguyện giành chính quyền độc lập tự chủ người Việt. Chiến thắng đã chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, mở ra một thời đại mới, thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mở đầu sách giáo khoa. Môn lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.